lô mấy cục cưng. Thì đây là cái hũ X10 version 2 nha. Hiện tại là chưa có hũ nên sẽ để vào hũ nhựa nha. Thì sắp tới là sẽ để vô cái hũ X10 như thế này luôn, nhưng mà sẽ là hũ màu trắng nha cả nhà. X10 version 2 có nghĩa là ở trên sẽ là lớp kem cốt, ở giữa là lớp collagen và ở dưới là lớp kem cốt của X10 như cũ nha cả nhà ơi. Để cho cả nhà dễ thoa thì Linh sẽ mix chung với lại cái hàng kem cốt X7 nữa. Nó sẽ ok hơn vì chất kem X7 đợt này cải tiến hơn, là tẩy mạnh nhiều hơn nha cả nhà. Và hũ kem này Linh xin nói trước là Linh sẽ không bỏ sỉ nha. Không bỏ sỉ cái dòng em này nha cả nhà, chỉ bán lẻ thôi. Bây giờ còn bỏ sỉ không có lời cả nhà ơi. Kem là kem cốt nguyên chất, bán 270 là rẻ lắm luôn rồi đó. Bạn nào muốn trắng thì đừng quên là Linh kem body này nha. Trời ơi, Tết còn 2 tháng là tranh thủ cả nhà ơi. Mình nói ít để người ta tưởng là mình ngu, còn mình á, mình nói nhiều kia cho người ta khẳng định mình ngu luôn vậy. Hôm bữa tôi lướt TikTok, tôi thấy mẹ nó mặc cái áo blue. Rồi bà mua công thức kem body, kem trộn về bà trộn, bà làm cũng thấy ghê lắm nha. Rồi bà đưa những cái thành phần như Amon, tóc xù, cô gái Nhật đồ này kia lên đó mọi người, vitamin E nào bà nhúng bà chè thanh hiền, con én đồ đó. Dạ chị ơi, mấy công ty nó lớn lắm nghe, người ta có đâu. Đường Tăng muốn xin bản thành phần của công thức kem trộn hả? Mình là Bồ Tát nè bạn. Vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Bữa nay tôi lướt Facebook thang mẹ nó, bà nói về kem trộn mà tôi tức học máu. Cái chị này mà có nói sáng mai cũng chưa hết cái chuyện. Cái kem trộn độc quyền là bởi vì tôi nói chuyện danh nước miếng cho nên là cái kem nó mới độc quyền. Là nước miếng độc quyền của mấy chị á. Má nói chuyện có duyên chất liền. Chứ kem công ty nhiều khi nó nhỏ cùng nước miếng, chồng mà nó khuấy khuấy để làm nóng hộp cho mấy bà vậy. Mấy bà đem về mấy bà sức lên nhưng ngửi mà còn đố biết được. Tại em bị tin tưởng quá anh chị. Rồi kia người ta bán kem ngồi banh háng ra banh háng nọ. Rồi banh háng rồi sao liên quan gì tới hủ thao kem? Khuẩn trong chim bay gá bám lên thao kem hay gì? Nè kem trộn của tôi nè, muốn đeo tay tôi đeo cho coi dễ ợt. Đồ quỷ bao tay rẻ tiền chết có nhiêu đâu. Làm nhiều hết nhiều. Nhìn hủ kem trộn của tôi là muốn mua liền luôn. Với đẹp bề ngoài mà còn chất lượng và trắng nữa. Ai xài cũng khen hết trơn. Đã không biết tới thì thôi, chứ biết tới đâu là chị thấy tiếc thôi. Mấy bà mà da sạm, da không đều màu, thâm mụn và mụn cứ đeo dai dẳng á, chị hoài chị mãi mà nó không hết. Bỏ qua em phay dưỡng này nha, là tiếc hùi hụi luôn á. Chất kem thì cực kỳ là mịn và siêu thấm nhanh luôn. Đây đây, đã vậy còn cái em nắp vàng sáng ngàn làn da này nữa nè. Lấy nguyên một cái cục bự quét lên da cho đã cái da luôn. Sạm ném tàn nhang thì cứ thôi mày ở lại tao đi nha. Nhìn cái chất kem cực kỳ là mướt luôn á, nhìn chỉ cần nghĩ đến một làn da đẹp thôi nha mấy bà. Ủa, qua có nguyên lý sầm xí đú gì trời. Trong chỗ này là người ta hiểu rồi chọn không có nguồn gốc hả? Ủa, sao mày biết tụi tao chọn không có nguồn gốc? Mày nhìn cái hũ cây mặt của người ta đi. Cái hũ cây mặt này được nhà nước công nhận và được xuất ra thị trường nha. Tụi tao chỉ lấy những cái hũ cây mặt của tao trộn lại thôi, có gì đâu sai. Bán kem trộn như tụi tao mà tụi tao cho tụi bay coi được những cái hũ cây mặt như thế này, còn kem công ty nó có cho tụi bay coi không? Đưa thành phẩm cho tụi bay coi là một hũ kem đầy vậy á, chứ tụi bay biết cái giống ôm vậy chổng. Để soi ra cho tụi bay coi. Rồi kem nguồn gốc từ đâu chị? Cái con bé này thiệt là đáo để. Ủa rồi kem trộn không trộn từ kem mặt chứ trộn từ cái gì trời? Nguồn gốc của những cái hũ kem này là quy tụ từ những cái công ty mỹ phẩm có tên có tuổi có thương hiệu trên toàn thế giới. Kem trộn là trộn từ kem thương hiệu, đâu có trộn bằng sình bằng đất đâu. Suốt ngày chê chê kem trộn, hay lúa ghê. Đối với bà tìm được bây giờ còn ở đâu bán cái dòng kem phay trộn ngày xưa mà bà mẹ với mấy dì của bà hay xài. Nếu mà tìm không được á thì tìm tôi nha. Tôi dám tự tin mà khẳng định cái dòng kem phay bên tôi là dòng kem phay trộn truyền thống mà bà đang tìm kiếm đó. Xài cái dòng kem phay này mà da mặt của mấy dì với mẹ tôi á U50-60 mà ta tưởng như gái 18. Sức cho một cái mụn ném tàn nhang bay sạch da mịn mà. Tư vấn nhiều mệt quá, em đi buôn bán không có thích nó nhiều. Đây là dòng body tẩy mạnh level max. Sức thì trắng không sức thì đen. Lần đầu là sẽ qua lại lần sau. Mua một hũ rồi qua lại nhập sĩ. Cho các em thấm thơm mình dễ thôi. Còn muốn trắng khỏi mua. Nói gì đó thích thì mua không thích thì thôi. Tôi đi không? Xuất trình giấy tờ đều tôi công nhận. Trời gốc mồ hôi, gốc mồ hôi, gốc mồ hôi. Ủa bộ có cái giấy đó mới bán được cái gì? Giờ có đem ra bạn cũng nói từ từ làm. Giờ không cho bạn coi bạn cũng nói kem trộn làm gì có. Còn tiền thôi chứ có tiền muốn bao nhiêu tờ cũng có nha. Tôi bán kem trộn nhưng mà tôi có tâm bạn ơi. Giúp người ta trắng thôi chứ chưa hại hay lừa ai bao giờ nha. Ơi biết collagen có tác dụng gì không? Đây là tôi đang thanh lọc cái thau kem nấu ủ lên collagen tinh chất tự nhiên trong kem á. Kem mà có collagen ha, xài cái da căng bóng sáng mịn. Tới đâu là mướt tới đó. Đặc biệt nó còn ngăn ngừa lão hóa da. Chị em công thức trộn kem được không chế? Dạ được. Chị về nhà em đi. Rồi em nấu cơm cho chị ăn luôn. Em cặp đất em ăn được rồi. Tiền em làm chị xài hết luôn nha. Em nghỉ bán em dẹp tiệm khỏi bán luôn. Em chị hết.
Trời ơi, tôi đang nhìn cái gì vậy trời, đã xấu rồi mà còn nhìn ghê nữa chứ. Mà hang chơi cho dữ mà ha, rồi bây giờ còn nghiện hơn chứ nghiện nữa. Lần đầu tiên tôi được xài một cái loại gel tẩy kỳ mà nó sạch như thế này luôn á, mà bao nhiêu bụi bẩn, bao nhiêu cặn bã dưới da đều được đẩy lên hết. Bởi vậy mới nói bà nào mà xài kem hoài không trắng lý do là đây nè, là do mấy bà có chịu tẩy tới mà chết đâu mà trắng được. Bà nào mà đang dưỡng da thì tuyệt đối đừng bỏ qua bất tẩy tới mà chết này nha. Không biết ở trên mấy bà xài cái gì chứ dưới quê tụi tôi toàn là xài kem trộn không à. Nói cái quê là đen đúa chứ bây giờ bà về sao da dễ gì với bà trắng bằng tụi tôi. Không những tôi trắng mà tôi còn kéo theo bà hàng xóm của tôi trắng theo tôi luôn. Nhờ cái chất kem này nè, tao nói thần thánh gì đâu luôn á, xài một hũ thôi là trắng bóc chắc tái sáng rồi đó. Chất kem tẩy bình thường đã mạnh rồi, tôi biết thật cho bà những hàng vitamin kích trắng cho bà xài trắng bình xác luôn. Đây là hũ siêu tẩy bên nhà em nha mấy chị. Nó giúp da của mấy chị là tông vàng nó sẽ lên tông trắng bạch. Còn nếu mà da ngâm đen thì nó sẽ lên tông vàng từ từ. Chị em lưu ý trước khi sử dụng dòng kem siêu tẩy này nha. Nó là rất là nhanh luôn. Từ 3 đến 4 ngày là da của mình đã thấy. Đen thì chưa chắc đã xấu nhưng mà da trắng thì chắc chắn xinh hơn rất là nhiều nha mấy bà ơi. Mà mở miệng ra mà chê da trắng thì chắc chắn là đang dối lòng. Là tiếp tiền mua trúng kem giảm rồi xài hoài da không trắng nổi rồi giả bộ chê như vậy thôi. Theo tôi thấy thì đã là con gái thì nên. Trên cuộc đời này không có cái con nào bán kem trộn mà nó độc lạ như tôi hết. Mấy bà biết tôi làm cái gì không? Tôi đang ủ men. Nhìn giống ủ cơm rượu không mấy mẹ? Bỏ cái phôi kem cốt vô cái hũ men chua lè chua lét này nè, chùm ủ trong 2 bữa cho nó sinh sản ra nhiều cái phi sinh vật làm trắng cho da của mình. Để rồi hôm nay em up nhiều clip trên TikTok á, có rất nhiều anh chị vào comment nói là nghe kem trộn thì sợ nhưng mà nhìn rất là kích thích con mắt hết ghê. Em ơi, chị theo dõi TikTok của em làm thêm nhiều clip nữa đi. Lên xem cái clip này mà nhìn thèm trà sữa gì đâu á. Và em cam đang khẳng định trên thị trường em là dòng kem hấp tiên phong đầu tiên. Nhìn vừa lạ vừa bắt mắt và đặc biệt là bán cực kỳ.